Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, là nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp hình thành, phát triển, duy trì, củng cố nền kinh tế, chính trị của mỗi quốc gia. Cũng trên tinh thần đó, ngày 14 tháng 11 năm 2007, Đại học Đại Nam chính thức được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trở thành một trong những nhân tố quan trọng đóng góp tích cực vào công cuộc giáo dục thế hệ trẻ nước nhà. Sau hơn 12 năm kể từ ngày thành lập, Đại học Đại Nam đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. 15 ngành đào tạo ở 4 khối: sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó có 3 ngành đào tạo trình độ sau đại học. Đồng thời, liên tục gia tăng các khối ngành và các cấp bậc đào tạo. Cũng nhờ đó, số lượng sinh viên, học viên tăng lên nhanh chóng. Đối với sinh viên đại học, nếu khóa 1 chỉ với 230 sinh viên thì hiện nay đã có hơn 21.000 sinh viên đã và đang theo học. Trong đó có 13.000 sinh viên đã tốt nghiệp và hàng năm hơn 8.000 sinh viên đang theo học ở 15 ngành đào tạo. Về đào tạo sau đại học, đã có hơn 1.000 học viên tốt nghiệp thạc sĩ và hơn 1.200 học viên đang theo học các khóa tiếp theo. Song song với đó là sự gia tăng nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu. Nếu niên học đầu tiên 2007-2008 chỉ có 35 cán bộ và giảng viên cơ hữu, đến nay con số này là gần 500, gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học danh tiếng cùng các y bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với chủ trương đào tạo lý thuyết phải đi đôi với thực hành, học để ứng dụng, Đại Nam có hệ thống giảng đường với 110 phòng học, diện tích gần 12.000 m², 4 xưởng thực hành thí nghiệm dược hóa với hơn 50 phòng, 10 xưởng thực hành kỹ thuật với diện tích 1.000 m², 2 vườn thuốc nam, đảm bảo mọi bài giảng lý thuyết đều được tiếp cận với minh họa thực tế, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt, vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả và thiết thực. Bên cạnh đó, Đại Nam cũng trang bị đầy đủ cho sinh viên phòng máy tính hiện đại với diện tích gần 1.000 m² để phục vụ hoạt động thực hành tin học và khoa học ứng dụng máy tính vào các công tác đào tạo như thực hành mô hình toán kinh tế, lập báo cáo phân tích tài chính, ứng dụng quản lý dữ liệu. Ngân hàng thực hành ngay tại trường giúp sinh viên được đào tạo các kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của ngân hàng thương mại như kế toán ngân hàng, giao dịch, quản lý khách hàng, tín dụng. Với sự hướng dẫn trực tiếp của các cán bộ đến từ các ngân hàng thương mại, giúp sinh viên ứng dụng được thực tế ngay tại trường. Trong thời đại công nghiệp hiện nay, kỹ năng mềm và ngoại ngữ là hai điều cần thiết giúp cho sinh viên có cơ hội việc làm tốt hơn. Chính vì thế, Đại Nam đã đưa 10 kỹ năng mềm vào đào tạo chính khóa. Sinh viên Đại Nam được học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, đảm bảo chuẩn đầu ra từ 450 đến 600, nói thông, viết thạo. Đại Nam là trường đầu tiên đưa môn học, học tư duy làm giàu và thành công trong sự nghiệp vào đào tạo. Vì vậy, sinh viên Đại Nam ra trường sẽ có đầy đủ các kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu công việc. Với trình độ này, các cử nhân Đại Nam không chỉ đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng mà còn đủ điều kiện để tiếp tục học thạc sĩ ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hệ thống thư viện và phòng đọc sách giúp sinh viên Đại Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với nguồn tài liệu bổ ích, quý báu, phục vụ việc học tập và mở mang trí tuệ, vốn sống. Kết nối với doanh nghiệp để đào tạo sinh viên thành thạo các kỹ năng làm việc là chủ trương đi trước đón đầu của Đại học Đại Nam. Theo đó, 3 khách sạn, 3 sao ở Hà Nội, 5 sao ở Đà Nẵng, 4 sao ở Bắc Ninh đã được đi vào hoạt động. Vừa để sinh viên làm du lịch, vừa là nơi cho sinh viên thực tập và làm việc. Qua đó, các em không chỉ nắm vững được lý thuyết mà còn thành thạo về thực tế, giúp sinh viên 100% ra trường có ngay việc làm ổn định với thu nhập cao. Điều đặc biệt đáng ghi nhận là vừa qua, một đoàn sinh viên khoa điều dưỡng của trường đã đạt tiêu chuẩn sang Nhật thực tập dưới sự đài thọ toàn bộ chi phí của nước bạn. Đây cũng là một ghi nhận tích cực trong chủ trương đào tạo gắn liền thực tế của Đại học Đại Nam. Trong những năm qua, nhà trường cũng tăng cường đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài. Nhiều văn bản hợp tác
liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác là các trường đại học, học viện, các tổ chức trong khu vực và trên thế giới đã được ký kết. 50 đoàn cán bộ nước ngoài từng được đón tiếp sang tham quan, làm việc tại trường. Tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế với sự tham gia của 14 quốc gia trên thế giới bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Bỉ, Ấn Độ, v.v. Một lần nữa, Đại Nam đã cho thấy sự bắt kịp về chất lượng cũng như phương hướng giáo dục gắn liền với nền kinh tế mở, nhằm tạo ra được chất lượng giáo dục tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu về trình độ lao động của sinh viên sau khi ra trường. Thương hiệu Đại học Đại Nam gắn liền với khẩu hiệu Học để thay đổi là kim chỉ nam trong định hướng chiến lược và tổ chức mọi hoạt động của nhà trường. Nhiều năm qua, nhà trường luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu thay đổi tư duy, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên. Bên cạnh đào tạo chuyên môn, Đại học Đại Nam liên tục tổ chức các phong trào đoàn thanh niên mang tính xã hội cao và đậm ý nghĩa giáo dục như hoạt động tấm bánh nghĩa tình, hội trại truyền thống, hoạt động văn hóa hòa cùng nhịp đập của đất nước, hoạt động tình nguyện, hội thao, v.v. Với những tâm huyết, cố gắng của thầy và trò, của đội ngũ ban lãnh đạo nhà trường, Đại Nam đã vinh dự nhận được rất nhiều bằng khen, chứng nhận, thành tích của các cấp từ trung ương đến bộ trong suốt 12 năm cho những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ. Và đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, ngày 14 tháng 11 năm 2017, Đại Nam đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi đã, đang và sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa đưa Đại học Đại Nam trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu trong khối các trường đại học ngoài công lập Việt Nam mà nòng cốt là khoa học công nghệ, có tác động quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và luôn tiên phong trong hệ thống giáo dục ngoài công lập Việt Nam. Chúng tôi đã, đang và sẽ không ngừng thay đổi vì những ước mơ, những kỳ vọng được gửi trao và những niềm tin cần được thắp sáng.